Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 27 tháng 2 năm 2019. Hoàng Long kính chào quý vị. Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un đến Hà Nội, Việt Nam vẫn kín tiếng về hội nghị. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cảm ơn Việt Nam tổ chức hội nghị. Một dân oan Thủ Thiêm nói bị quản thúc tại gia trước thềm hội nghị Trump-Kim. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều đã đến Việt Nam vào ngày 26 tháng 2, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh thứ hai của họ vào sáng ngày 27, trong tình hình an ninh được thắt chặt tại Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam vẫn kín tiếng về hội nghị và vẫn chưa thông báo hai nhà lãnh đạo sẽ hội kiến ở đâu tính đến tối ngày 26. Ông Trump bay đến Hà Nội trên chuyên cơ Air Force One, hạ cánh vài phút trước 9 giờ tối. Vừa đến Việt Nam, ông viết trong một dòng tin đăng trên mạng xã hội Twitter: "Cảm ơn tất cả mọi người vì sự đón tiếp nồng hậu tại Hà Nội, đám đông rất lớn và rất nhiều tình yêu." Ông Kim đến bằng tàu hỏa trước đó trong ngày sau hành trình dài 3 ngày vượt 3.000 km từ thủ đô Bình Nhưỡng xuyên qua Trung Quốc. Ông hoàn tất chặng hành trình cuối cùng bằng xe hơi đi từ ga Đồng Đăng ở biên giới về Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau và có một cuộc trò chuyện ngắn vào tối ngày thứ Tư. Sau đó dùng bữa tối cùng nhau với sự tham dự của hai khách mời và phiên dịch viên. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên, họ sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ Năm, bà cho biết. Trong những ngày ở Hà Nội, ông Trump ngủ tại khách sạn JW Marriott và ông Kim tại khách sạn Melia. An ninh được thắt chặt khắp thủ đô, xe thiết giáp được điều động tới một số địa điểm trọng yếu trong thành phố. Cuộc hội đàm Trump-Kim diễn ra 8 tháng sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore, là hội nghị đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Dù hội nghị đầu tiên là nhằm giải tỏa căng thẳng sau hàng chục năm chiến tranh và thù địch giữa hai nước, lần này sẽ có áp lực để hai nhà lãnh đạo đi xa hơn những cam kết mơ hồ mà họ đã đưa ra ở Singapore để giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội hôm 26 tháng 2 và gửi lời cảm ơn Việt Nam đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều theo truyền thông trong nước. Viết trên Twitter, ông Pompeo cho biết ông đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Minh. Việt Nam đang ngày càng trở thành đối tác và người bạn thân thiết của Mỹ. Chúng ta chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình, an ninh và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Pompeo bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình giải trừ hạt nhân và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết thêm ông Pompeo nói, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong năm 2019, tiếp tục coi thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, theo Bộ Ngoại giao. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao nói thêm. Một trong những thủ lĩnh dân oan của dự án phát triển đô thị Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh kêu cứu với VOA tối ngày 26 tháng 2 và cho biết bà đang bị nhốt trong nhà trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên có mặt ở Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh. Bà Trương Thị Yến, 66 tuổi, nói công an, lực lượng an ninh đã kéo đến khu vực chung cư mà con gái bà thuê ở từ sáng thứ Ba và ngăn bà đi ra khỏi nhà. Bà nói lý do ban đầu mà nhóm người này đưa ra là bà chưa đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, sau khi gia đình bà cử người ở lại để giải quyết thì họ vẫn không cho bà bước ra khỏi cổng. Là cái mấy cái chú hồi sáng cản đường tôi là ở bên quận 2 á. Họ nói là tại vì tôi qua bên thành phố, tôi quậy, tôi phấy rối ở bển. Thành ra bây giờ trong thời gian Tổng thống Trump đang họp thượng đỉnh thì không muốn cho tôi có mặt ở bên thành phố. Phải để cho tôi ở trong nhà cái bữa thứ hai. Bà Trương Thị Yến và khoảng hơn 30 dân oan từ quận 2, Thủ Thiêm, Bến Tre dự định tập trung biểu tình ôn hòa vào ngày thứ Ba để đòi chính quyền giải quyết bồi thường tài sản đất đai của họ bị mất nhiều năm qua các dự án xây dựng. Nhưng cuộc biểu tình của họ đã bị dập tắt khi bà Yến, người hay lên tiếng trong nhóm dân oan, bị quản thúc tại nhà và hàng chục dân oan khác tập trung ở đường Võ Thị Sáu bị cưỡng chế đưa lên xe buýt chở đi, theo lời kể của bà Yến. VOA chưa liên lạc được với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.
Bà Yến suốt 16 năm qua đã đi khiếu nại với các cấp chính quyền từ địa phương tới trung ương để đòi bồi thường tài sản đã mất. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa giải quyết gì dù đã đưa ra nhiều hứa hẹn gần đây, bà nói. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực sự đã mang tới một không khí sôi động tại thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này tại nhiều góc phố trung tâm thành phố. Phần lớn, người dân đều cảm thấy tự hào khi Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của thế giới. Và mỗi người đều có những cách khác nhau để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình đối với cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt này. Mình cảm thấy là một cơ hội rất vui để quảng bá cái đất nước Việt Nam. Tại vì Việt Nam trong cái thời kỳ bây giờ đang hội nhập và để phát triển. Và khi mà các ông đến đây là để quảng bá rộng rãi ra toàn bộ thế giới về một Việt Nam rất là hòa bình, yên ấm và đông vui và kinh tế là phát triển thịnh vượng. Những cái ngày này thì thường khách đến đông lắm, nên là tôi thỉnh thoảng là tôi sẽ làm cờ và làm áo rồi tôi tặng cho khách để cho thêm cái không khí. Vâng ạ. Thậm chí những câu chuyện liên quan đến hai nhà lãnh đạo Trump và Kim đã lên lỏi vào hầu hết các chầu cà phê sáng, một sinh hoạt quen thuộc của nhiều bạn trẻ Hà Nội, thay cho những câu chuyện bóng đá hay những vụ án hình sự gây chấn động dư luận như thường thấy. Em thực sự nghĩ là cái cuộc họp này ở đây em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa và nó như kiểu một bước tiến mới của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như là cả châu Á trong cái quá trình mà tiến tới được cái sự hòa bình giữa hai cái gọi là đất nước rất là nhiều xung đột này. Còn đối với những người Triều Tiên, Hàn Quốc sinh sống hoặc có mặt tại Hà Nội vào thời điểm này, thì tất nhiên cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim luôn là mối quan tâm hàng đầu trong nhiều ngày qua. Họ thực sự hy vọng Hà Nội sẽ là nơi tạo ra những đột phá trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và những căng thẳng trong khu vực. Mặc dù vẫn còn vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng có thể nói nền kinh tế Việt Nam đã phát triển rất tốt trong những năm vừa qua. Đây có thể là một bài học cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tới thăm Việt Nam có những hành động đúng đắn hơn. Tôi thì tất nhiên mong muốn hòa bình không chỉ cho cả hai quốc gia mà là mong muốn cho tất cả mọi người. Vào thời điểm này, Hà Nội đã vào đầu xuân. Thời tiết tuy không có nắng vàng nhưng khá mát mẻ. Và trong bầu không khí dễ chịu đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang mang đến cho người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung niềm tự hào to lớn với những mong muốn Hà Nội thực sự sẽ là một thành phố vì hòa bình nếu cuộc gặp thượng đỉnh lần này mang tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Sáng ngày 26 tháng 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đặt chân tới lãnh thổ Việt Nam. Ông Kim Jong-un xuống ở ga Đồng Đăng sau một chặng đường dài di chuyển bằng xe lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên lên xe trong sự bảo vệ của nhóm cận vệ quen thuộc. Ông Kim Jong-un đã vẫy tay chào mọi người qua cửa kính chiếc xe sẽ đưa ông từ Đồng Đăng về Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ về cái vẫy tay chào ấy. Là vui mừng trước cái hình ảnh lãnh tụ Bắc Triều Tiên là Kim Jong Un đã hạ kính xe để mà chào dân chúng Việt Nam đón mừng ông ấy. Chúng tôi đoán chừng là rất có thể là đây là những cái cử chỉ mang một cái dấu hiệu về cái sự cởi mở mới mà Triều Tiên sẽ chấp nhận để mà thay đổi những chính sách của mình theo chiều hướng tích cực hơn. Với hàng rào an ninh dày đặc như vậy, ông Kim không có gì phải lo lắng. Đó là cảm nghĩ của Linh Mục Trương Hoàng Vũ về cái vẫy tay đó. Ông Kim, Cộng sản Bắc Hàn, quá rõ về Cộng sản Việt Nam và họ hiểu nhau. Họ hiểu thế nào là an ninh của hai nước quốc gia, hai nước đều là cộng sản với nhau. Khi Kim Jong-un tới Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, đôi bên dường như sẽ không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân giữa Triều Tiên mà còn có những hoạt động khác với những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Đây là điều mà giới trí thức đặc biệt quan tâm.
Hai nhà lãnh đạo đều có cái chương trình làm việc với giới chức lãnh đạo của Việt Nam. Thật sự thì cái nội dung này chúng tôi mới chú ý, và chúng tôi hết sức là chờ đón điều này. Và nhất là cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ ông Donald Trump với lại lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Dù muốn dù không thì rõ ràng sau những cuộc gặp gỡ với người đứng đầu chính quyền Mỹ thì thông thường ở Việt Nam sẽ có những cái sự thay đổi lớn. Thì sự thay đổi thường thường là theo chiều hướng tích cực hơn. Thì chúng tôi hy vọng lần này cũng vậy. Xem ra thì thấy thời gian gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Mỹ với lại chính quyền Việt Nam có lẽ không nhiều. Trump sẽ có những lời khuyên hữu ích cho chính quyền Việt Nam. Và nhất là trong thời gian ở đây, chúng ta được biết là ông Trump hầu như là một người rất là kiên định trong cái vấn đề về đấu tranh ý thức hệ, sẽ giúp Việt Nam để nếu Việt Nam cởi mở hơn, thay đổi được cái thể chế mà hiện nay đang kìm hãm cái sự phát triển của đất nước, thay đổi được về cái đường lối quốc phòng, và có thể là vẫn duy trì sự uyển chuyển nhưng mà sẽ một ngày tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và đồng thời giúp cho người dân có một cái đời sống tinh thần nó thoải mái hơn, nó tiềm cận với những cái tiêu chuẩn dân chủ mà người dân của các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang có. Bên lề thượng đỉnh sẽ có cuộc gặp gỡ của ông Trump với ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu lần này Việt Nam có tự tin hơn trên bàn cờ chính trị? Có một cái sự gặp gỡ, trao đổi gì đó giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trump thì tôi nghĩ tình hình nó cũng không có khả quan, không có cải thiện. Bởi vì điều gì thì cũng phải qua anh cả Trung Quốc hết. Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội lần này diễn ra trong bối cảnh đang có cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với những diễn biến mà nhiều người đang lạc quan tin tưởng về sự thay đổi mạnh mẽ hơn ở quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản như Triều Tiên, như Hà Nội. Với sự trở lại Việt Nam lần thứ hai trong vòng hơn một năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không chỉ kỳ vọng sẽ là chìa khóa hóa giải vấn đề hạt nhân Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo này, mà còn tạo cho Việt Nam thêm động lực để cải cách thể chế chính trị mạnh mẽ. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Người Hàn Quốc ủng hộ và phản đối Triều Tiên đã tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày thứ Ba, 26 tháng 2 tại Seoul, khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhóm người biểu tình bao gồm những người Triều Tiên đào tị, đã tổ chức các cuộc biểu tình chống Triều Tiên gần Đại sứ quán Mỹ và rạch nát những bức hình Kim Jong-un.
Thủ lĩnh biểu tình Kim Jong-un nói, ông Trump không được để mình bị thao túng bởi chiến lược hòa bình giả tạo của Triều Tiên. Trump 대통령한테 꼭 하고 싶은 말은 북한의 위장 평화 Sự thật là họ đã tìm cách cộng sản hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên hơn 70 năm qua và họ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi hy vọng ông Trump nỗ lực hết sức để giải trừ hạt nhân Triều Tiên hoàn toàn, biết rằng việc rút lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đi là không bao giờ có thể chấp nhận được. Phát ngôn viên của Đảng Yêu nước Hàn Quốc In Ji-yong nói, chúng tôi nghi ngờ về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vì không có cuộc thảo luận nào về các vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, một nhóm các nhà hoạt động Hàn Quốc khác tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ hội nghị thượng đỉnh và hô vang các khẩu hiệu như tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn và nới lỏng chế tài đối với Triều Tiên. Giống như thế giới hy vọng, chúng tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ là khởi đầu của một thỏa thuận hòa bình, cụ thể là tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên để thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tụ tập ở đây hôm nay với hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc nới lỏng chế tài đối với Triều Tiên và nối lại du lịch núi Khum Gang. Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm thứ Hai nói rằng Seoul trông đợi hội nghị Trump Kim ở Hà Nội sẽ đưa đến những kết quả rõ rệt và có thực chất. Trung Quốc hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ đáp ứng những lo ngại của nhau khi các nhà lãnh đạo của hai nước hội kiến tại Việt Nam, theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Lục Khẳng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc gồm hai điểm. Thứ nhất là hoàn thành giải trừ hạt nhân bán đảo, và thứ hai là đạt được và bảo vệ nền hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo hoặc thậm chí Đông Bắc Á. Ông Lục nói, chúng tôi nghĩ cách cần thiết để đạt được hai mục tiêu này là hai bên chủ chốt gồm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ cần có các biện pháp cụ thể, cân nhắc đầy đủ và đáp ứng những lo ngại hợp lý của nhau và tương nhượng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau góp phần đạt tới việc giải trừ hạt nhân, hòa bình và ổn định lâu dài của bán đảo. Ông bày tỏ vui mừng vì tình hình phát triển theo hướng mà Trung Quốc ủng hộ và kỳ vọng. Ông cũng cho biết nó cho thấy vai trò của Trung Quốc trong vấn đề này và Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò đó. Pakistan hôm thứ Ba 26 tháng 2 nói, máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bay vào không phận của nước này, bên trên giấy tuyến hưu chiến ở Kashmir và ném bom. Pakistan công bố những bức ảnh chụp nơi mà họ nói là bom đã rơi xuống thuộc lãnh thổ nước này, nhưng không đề cập đến con số thương vong. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói, họ đưa ra hành động này để đáp lại mối đe dọa sắp xảy ra, xuất phát từ một nhóm khủng bố ở bên trong Pakistan. Các máy bay phản lực của không quân Pakistan đã được nhanh chóng điều động để đáp trả vụ xâm nhập. New Delhi trước đó đã đe dọa sẽ trả đũa sau vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất trong 3 thập niên ở vùng Kashmir, giết chết hơn 40 binh lính bán quân sự người Ấn Độ. Islamabad tuyên bố họ không liên quan gì đến vụ tấn công và cảnh báo sẽ trả đũa nếu Ấn Độ tiến hành bất cứ cuộc không kích nào. Nhà báo truyền hình Mỹ George Ramos cho biết, ông vừa đoàn quay phim của ông đã bị câu lưu trong một thời gian ngắn tại dinh tổng thống của Venezuela hôm thứ Hai, 25 tháng 2, sau khi tổng thống Nicolas Maduro đột ngột chấm dứt một cuộc phỏng vấn. Ông Ramos, một người dẫn chương trình tin tức của đài Univision, nói tiếng Tây Ban Nha, đặt tại Mỹ, nói rằng cuộc phỏng vấn chấm dứt khi ông cho ông Maduro xem video quay cảnh thanh thiếu niên người Venezuela bươi đồ ăn từ xe rác. Lực lượng an ninh Venezuela đã thu giữ điện thoại di động của ông Ramos và đoàn quay phim của ông. Các nhà báo được thông báo rằng họ bị trục xuất vào ngày thứ Ba. Bộ trưởng Thông tin Venezuela cáo buộc nhà báo kỳ cựu này làm trò rẻ tiền với sự trợ giúp của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, kiến trúc sư của thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới, đã từ chức hôm 25 tháng 2 mà không báo trước. Ông nói ông lấy làm tiếc vì không thể tiếp tục. Ông Zarif không đưa ra lý do từ chức. Không có phản ứng nào từ Tổng thống Hassan Rouhani. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter rằng Mỹ đang chờ xem liệu việc từ chức của ông Zarif có thành hiện thực hay không. Ông Zarif đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với 6 cường quốc thế giới. Theo đó, Iran đồng ý hạn chế chương trình tinh chế uranium của mình để đổi lấy việc họ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Nhưng tương lai của thỏa thuận lâm vào cảnh bất định sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận vào năm ngoái. Làm thế nào để biếm họa xã luận phù hợp với thực tế chính trị Hoa Kỳ?
biếm họa có thể thay đổi điều gì và chúng có thể truyền cảm hứng hay làm ai phải xấu hổ. Thông tin viên VOA đã có buổi trò chuyện với nhà biếm họa chính trị dày dạn Anne Townes, người mà trong hơn hai thập niên đã thu hút các chính trị gia ở Washington và khiến công chúng chú ý đến những sai lầm chính trị của họ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Cô là họa sĩ vẽ tranh biếm họa tự do với sự quan tâm sâu sắc đến chính trị, ý thức mạnh mẽ về công lý và là một cây bút sắc như dao. Đối với nhà biếm họa chính trị đạt giải Pulitzer Anne Townes, không có chủ đề hay chính trị gia nào là không thể đụng tới. Là nhà biếm họa chính trị, chúng tôi nhắm vào những người nắm quyền lực, thể chế quyền lực, những người có ảnh hưởng đến công chúng nói chung. Và đó là vai trò của chúng tôi. Thể hiện sự phản đối khi có sự bất công và bất bình đẳng hay có tham nhũng ngoài kia. Đó là những gì chúng tôi làm. Hôm nay cô phụ trách các chủ đề như nhập cư, kiểm soát súng và nữ quyền. Tennis nói rằng các biếm họa phơi bày đạo đức giả và sự lạm quyền. Tổng thống Donald Trump là một chủ đề nóng. Các chủ đề khác bao gồm việc chính phủ đóng cửa kéo dài chưa từng có, chiến dịch tranh cử của Trump bị cáo buộc thông đồng với Nga và việc ông đòi xây một bức tường dọc biên giới phía Nam. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các họa sĩ biếm họa ở Mỹ được hưởng nhiều tự do hơn rất nhiều các đồng nghiệp quốc tế của họ. Tennis nói rằng họa sĩ biếm họa không nên lo lắng về việc bị kiểm duyệt. Cá nhân tôi nghĩ rằng không nên có ranh giới, vì tôi nghĩ rằng một khi bạn bắt đầu đặt ra ranh giới, thì lúc đó là lúc bạn khiến mình gặp rắc rối, bởi vì ai sẽ ra quyết định về ranh giới đó? Nhà nước có ra quyết định đó không? Hay các tổ chức tôn giáo quyết định? Độc giả đều có thể bị xúc phạm bởi chính ranh giới đó. Một số người tin rằng biếm họa xã luận trên báo in đã lỗi thời bởi các phương tiện truyền thông xã hội mới. Nhưng ngoài những bức vẽ truyền thống, Tennis tạo ra những bộ phim hoạt hình của mình. Cô cho rằng tính trực quan và đề cập trực diện sẽ khiến biếm họa tiếp tục được ưa thích trong tương lai. Tất nhiên, điều làm cho biếm họa có sức mạnh là ở yếu tố hình ảnh. Nếu không có nhiều chữ, thì dĩ nhiên nó đã vượt qua được ranh giới, bạn biết đấy. Và với Internet, tất nhiên, bạn có thể chia sẻ các bức biếm họa với mọi người. Một vài ý tưởng được chất lọc cặn kẽ, những nét vẽ và ý thức mạnh mẽ về công lý, biếm họa của Anne không sử dụng từ ngữ nhưng lại nói rất nhiều. Bộ trưởng du lịch Uganda khuấy động dư luận hồi gần đây khi cho rằng có thể quảng bá phụ nữ đầy đặn như một giải pháp thu hút khách du lịch. Uganda kiếm được hàng tỷ đô la từ hoạt động du lịch khám phá thế giới hoang dã, nhưng ý tưởng cho thêm phụ nữ vào danh sách đặc sản đã tạo ra nhiều tranh cãi về việc coi phụ nữ như một công cụ. Sau đây là tường trình chi tiết. Ang Mongoma là giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu Nơi thon thả không đồng nghĩa với sắc đẹp, Hoa hậu đầy đặn châu Phi 2016 và Hoa hậu đầy đặn Nigeria 2017. Ở đây chúng tôi tạo cơ hội và nói với các cô gái rằng các bạn rất được chào đón. Thượng đế đã tạo ra bạn như vậy. Hãy cảm ơn Ngài đã ban cho bạn thân hình và kích thước đó. Ở đây chúng tôi tạo cho bạn một sân khấu để cả thế giới thấy rằng chúng ta là vậy. Những người phụ nữ Uganda được sinh ra là như thế đó. Nhưng kế hoạch của bà Mongoma dự định mang cuộc thi sắc đẹp đến Uganda năm nay đang gặp trở ngại. Bộ trưởng phụ trách du lịch Uganda đã gây tranh cãi tại buổi ra mắt cuộc thi khi ông nói rằng phụ nữ đầy đặn nên được xem là một trong những điểm thu hút du lịch của đất nước, cũng như động vật hoang dã. Ngành du lịch không chỉ về động vật, mà là về thức ăn của chúng ta, cách chúng ta đi đứng, cách chúng ta được tạo ra, những đường cong của chúng ta. Các nhà bênh vực quyền phụ nữ Uganda lên án việc ông Kiwanda biến cơ thể phụ nữ thành một công cụ là một sự xúc phạm nặng nề. Một số người kêu gọi hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu đầy đặn Uganda. Rita Asiro, giám đốc điều hành mạng lưới phụ nữ Uganda, đòi ông phải xin lỗi. Ông ta nên ngừng việc sử dụng cơ thể phụ nữ làm công cụ tình dục. Chúng tôi không làm vậy. Không phải phụ nữ Uganda, không phải bất kỳ phụ nữ nào ở châu Phi, không phải bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới. Cơ thể chúng tôi không phải là công cụ tình dục. Chúng ta có bộ não như nhau, có khả năng như nhau. Chúng ta cần có cơ hội như nhau. Trên các phương tiện truyền thông và trên đường phố Kampala, người dân Uganda có các quan điểm trái chiều về cuộc tranh cãi và liệu cuộc thi có nên được tiếp tục hay không. Một số chỉ trích những phụ nữ tham gia cuộc thi, nhưng cũng có những người khác bênh vực họ.
Điều đó không tệ, không có nghĩa là nếu bạn đi thi thì bạn là một gái điếm và bạn bán thân thể của mình. Thật ra thì cách họ ăn mặc cũng chỉ như cách người mẫu ăn mặc mà thôi. Hội đồng quản lý du lịch Uganda tránh liên hệ với cuộc thi Hoa hậu đầy đặn, nói rằng thay vào đó họ tập trung quảng bá những điểm ăn khách hiện nay của đất nước. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is "let you down" from the movie Pitch Perfect 3. The film is about a singing group that reunites to perform for military troops. Listen for the phrase "let you down." You sure about this? Have I ever let you down? All the time. What? You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome. So, what do you think "let you down" means? Is it disappointed you or pushed you to the ground? Listen again. Did you have the right answer? Sure about this? Have I ever let you down? All the time. What? You're very unreliable. It's like one of the hallmarks of your personality. And you're not remembering all the times I've been awesome. Let you down means disappointed you. It can be used if another person does not do something you hoped or expected she would. Here, one character tells the other that she lets people down all the time. By the way, when you know you are going to disappoint someone, you can try to let them down gently. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. Welcome to the Voice of America's Newswords. This newsword involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dissent. The protesters were supporters of Selahattin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey. Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent. Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs. Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.